Rồi hôm nay thì thấy ngôi nhà của mình như thế này là có còn thấy chật nữa không? Không, không chật, như vậy là được rồi đó. Dạ. Như vậy là mừng dữ lắm rồi. Mừng dữ lắm hả? Bỏ ăn luôn. Bỏ ăn luôn. Cái gai đầu tôi hút ăn. Nè cái này là củi này nè, cứ đụng vô là nó mục hết à. Rượu trơn hả? Nè cái cây này là những cái cây cột của trước nhà mình đó phải không? Cột, đòn tay chỉ rượu trơn vậy đó. Rồi đi vô ông Năm ơi, con cũng mừng cho ông quá rồi. Làm sự gì được như ý. Dạ. À, ông nói với con thật quý lắm. Dạ. Phước đức quý hơn bạc vàng. Dạ. Bởi vậy là ông Phật ông nói có hai điều à, chết rồi mới biết tội với phước. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Hà, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Bùi Hồ hôm nay tìm về hoàn cảnh của gia đình ông Năm, người thầy thuốc mà sống trong một cái căn nhà một nát mà phải sống một mình đó cô bác quý anh chị. Thì sau một thời gian quay lên thì nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Trước mắt hình ảnh cô bác quý anh chị thấy thì ngôi nhà hôm nay nó có sự đổi khác rất là nhiều. Khi nhận được sự ủng hộ của bà con cô bác quý anh chị như thế thì Bùi Hồ nhờ sự giúp đỡ chung tay của anh Được. Anh Được là người mà trước đây đã cất cái ngôi nhà trên ghe cho gia đình của chị Nguyệt á, thì anh cũng đã xuống đây và đã giúp đỡ cho gia đình của ông Năm cũng như là cất lại ngôi nhà mới cho ông Năm. Thì để hiểu cái quá trình cất như thế nào và chi phí như thế nào, và chắc có lẽ là Bùi Hồ mà cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Hôm nay thì nhà của ông Năm rất là vui nè. Dạ. Chào ông Năm. Dạ, hôm nay nhà mình vui quá không? Dạ. Hôm nay thì hôm trước thì con có nhờ anh Được á, anh Được ở Hồng Ngự xuống để mà cất lại cho cái nhà ông lại một cái ngôi nhà mới á. Thì hôm nay cái cảm giác của ông như thế nào rồi? Mừng dữ lắm, bị tránh được cơn phong vũ nhiệt hàn một. Dạ. Tránh được mối một ăn là hai. Dạ. Nè. Hôm nay cô thấy bà con cô bác ở đây chia vui hoài chết luôn. Dạ. Tát nước chết luôn. Thì hôm trước cái nhà của mình đó ông Năm thì tháo ra nó còn sử dụng được cái phần nào không? Không, không được. Bành nằm một đống bề trên đó, một cái trang à. Dạ. Rồi cô bác quý anh chị có thể thấy rõ về cái phần nền nhà. Thì trước đây thì cái phần ở bên đây, cái vách ở bên đây á, nó luôn cạo lấn luôn cái phần bên đây. Nhưng mà sau khi mà dỡ ra thì cây cối đã không sử dụng được nữa và nó đã đem vào làm củi luôn rồi. Nên là nữ là hôm nay thì sẽ thu gọn lại cái diện tích của nhà ông Năm. Hiện nay là cái nhà của mình là ngang bao nhiêu không? 4 thước. Ngang 4 mét. Dài 8 mét vẫn y gan cũ. Dạ. Cô bác quý anh chị thấy sơn những cái cánh cửa này nè. Cái này là mới sơn hả ông Năm? Mới sơn. Dạ, mới sơn là qua. Cái khung sắt này là anh Được làm mới cho mình luôn á hả? Dạ, mới luôn. Coi như là mình cất ngôi nhà mới luôn hả ông? Đúng rồi. Dạ. Ở đây phần vách tôn này là mới luôn nè. Tất cả ở đây đều là xà gồ bằng sắt hết. Trước đây thì theo dự tính của mình á thì sẽ làm tận dụng lại một số cây có sẵn ở trong nhà để tiết kiệm cái chi phí cũng như là còn lại cái chi phí cho ông có tiền uống thuốc á. Dạ. Hôm nay thì đến đây thì gặp nhà này có ưng ý quá. Ông Năm có thể dắt con vô trong được không? Vô cũng chào luôn luôn. Quay của ông vô đã quay mà. Đi đà quạt nó té cái cây ông lấy gậy không? Cái này là không được được. Đây bạn bạn giàu với ông Năm hả? Dạ. Ở đây cái cánh cửa này là mình làm mới luôn hả chú? Dạ, mới luôn. Mỗi đó 100, chỉ còn lại cái khung sắt ở trên đó thôi, ở cái khung xi măng thôi. Xài cái bê tông đó, cái bãi xà lô đó, cái sườn bê tông. Dạ. Cái sườn hồi đó bỏ hết thì thôi. Cái này chắc chắn ghê nè. Dạ. Ông Năm ở đây có thấy hoàn thành thì được khoảng 2 ngày, ông có thấy nực không? Ngôi nhà như thế này có thấy nóng nực không? Nực hơi nực. À, bị bóp nhỏ là người có vách cái nực hả? Dạ. Cái phần đây nè, vách thì hôm trước là cái vách này, cô bác với anh chị xem cái clip trước thì sẽ rõ. Cái vách này hôm trước là ông Năm nói thôi đừng có đụng vô. Dạ, đụng vô rớt. Rớt hết trơn, cái vách đó hả? Đụng vô rớt hết trơn. Đụng vô cái là nó rớt hết trơn hả? Dạ. Dạ. Ông đá thì không sạch nữa. Nhìn chắc được ngôi nhà này bây giờ quá mừng. Quá mừng. Ngủ không được luôn á. Dạ, ngủ không được luôn. Trước giờ ông có nghĩ rằng là mình sẽ có được cái ngôi nhà như thế này không Năm? Cũng ước mong vậy mà bây giờ thực hiện và anh em từ thiện cho tôi luôn ngôi nhà vậy thì tôi cũng quý quá sao. Dạ. Có chỗ cúng lại này kia đàng hoàng tử tế nữa. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Với lại nó an toàn nữa, con thấy thứ nhất là nó an toàn cho cái nhà của mình đó. Không có đập đầu nữa. Không. Tôi cái cây ở trên mà nó rớt xuống cũng đập đầu nữa. Dạ, thôi mình đi đi. Dạ. Nhận cái cửa này nó cũng an toàn cho nhà mình ha. Dạ. Cái này nó chưa có làm ổ khóa hay chừng nữa ông khóa ổ khác? Có cho ông khóa luôn, ông khóa nhà. Dạ. Dạ. Ồ, đi vô ông Năm ơi. Đầy đủ tiện nghi. Ồ, cái này là phần này là mình đóng mới luôn hả? Dạ, là mới luôn. Là cái bằng thờ này mới nè, còn thiếu cái phần tủ như này thôi. Dạ, dạ. Ở đây sơn cái màu này vô nhìn cũng thấy sáng ghê luôn á. Dạ. Dạ. Sáng cái nhà mà đẹp nữa. Sáng mà đẹp hả? Ồ, hôm nay cái giường mình dời qua đây rồi. Dạ, trở ngược qua đây. Đi điện lại luôn đó không Năm? Vậy được nó hơn. Bây giờ mà mới thì vợ cho nó mới luôn. Mà giờ của nó cho nó mới luôn. Vui quá, đi điện lại luôn không Năm? Dạ. Đây có một cái bóng đèn đằng trước nè. Hết. Đi điện lại luôn. Cũng như ban từ thiện này cho luôn là thêm ba bóng đèn bự. Dạ, 3 bóng đèn bự bật đèn lên cho sáng nha. Dạ, dạ. Cái nhà vệ sinh của ông là hôm trước là nó vẫn nằm ở vị trí cũ chỗ này. Chỗ này yên chỗ này đây. Dạ. Dạ. Nhưng mà hai bên nó có 2 thông hành, bữa nay bóp lại như vậy đó. À, cô bác cho nó gọn chút. Dạ, dạ, cô bác với anh chị có thể thấy được rằng nè, cái nhà vệ sinh mà hôm trước mà mình không có cửa nẻo gì hết trơn á. Rồi hôm nay thì anh Được đã làm luôn cái phần gạch này cho ông nè. Dạ. Dán luôn cho nó sạch sẽ. Cho cái đường nước, cái ống nước đi vô được không Năm? Ống nước vô được mà nó chưa bắt. À, chuẩn bị bắt lại ha. Dạ. Bởi vì ống nó đừng để nay nè. Dạ, đường ống để sẵn rồi. Dạ. Mai mốt mình sẽ bắt lại. Dạ. Cái này có cánh cửa không Năm? À, không. À, chú Được chứ nói không. Bởi vì tôi nói cửa nhiều khi tôi vô động tôi quên tôi phá lại. Dạ. Lỡ tôi ngồi mà tôi chết trong luôn cái đầu và không ai. Thôi bây giờ để bây giờ chú cho tôi cái miếng vải nữa mà tôi đậy theo cái như cái màn á. Dạ. Dạ. Cho nó dễ chuẩn bị bền giúp. Ồ, đẹp quá luôn á. Hôm nay con nhìn thấy khác 100% luôn. Cô bác quý anh chị thấy nhà hôm nay là sáng hẳn ra nè. Nè, đó, nhìn thẳng ra ngoài trước cái ngôi nhà mà có đèn điện đủ như thế này. Và đây là cái bóng đèn ngủ ở đằng này luôn. Dạ. Cái bóng đèn ngủ này tối thì ông sẽ bắt lên. Bắt lên. Ờ. Ông ngủ. Được đi đường đèn sao nữa kìa. Dạ, được đi đường điện mới nè. Dạ. Rồi sửa lại ngôi nhà mới hoàn toàn, chỉ sử dụng cái khung cũ thôi. Dạ. Hôm trước con nghe nói là ông có sợ nó chật quá, ông có phản ánh hả? Dạ, có nói chật quá. Hồi dạ. Trước đi rộng. Dạ. Ừ. Mình đi đâu mình nói đi cầu, đi kỳ hoặc đi đái, đi tiểu, đi cũng được. Ừ. Rồi hôm nay thì thấy ngôi nhà của mình như thế này là có còn thấy chật nữa không? À, không chật, như vậy là được rồi đó. Dạ. Như vậy là mừng dữ lắm rồi. Mừng dữ lắm hả? Bỏ ăn luôn. Bỏ ăn luôn. Cái gai đầu tôi hút ăn. Cái sức khỏe của ông bây giờ như thế nào rồi? Giờ nó hơi mệt chút. Hôm nay bỏ ăn mà không ngủ nữa. Rồi sao vậy? Mừng quá, mừng. Mừng quá bỏ ăn không ngủ luôn. Giúp được cái quần một cái. Cười kìa ông, cười kìa. Chứ bí dách cái tù nào rỡ vô cái đầu nó rượu hết trơn. Con sợ, lúc trước con cũng sợ ghê luôn á. Dạ. Dạ, cái phần này là mình tận ở ngoài sau này á là mình tận dụng tôn cũ á ông Năm hả? Dạ. Tôn ở trên mái của mình ha. Bây giờ tiện lên chút, bây giờ cái tôn này nó còn mới lấy lại cái này đang làm cái vách sao với lại vách cầu tiêu. Dạ, làm nhà đẹp ghê luôn á, tất cả đều bằng tôn hết. Vậy là cửa cũng đẹp luôn. Dạ, cửa cũng đẹp, nhà ông còn thiếu quạt thôi ha. Quạt thiếu quạt ha. Dạ. Hai cửa đẹp chắc chắn ghê luôn á ông Năm ha. Rồi, im quá rồi. Hôm trước nhìn đây con không dám đụng vô nhà gì của ông, có đụng vô là con sợ ghẹo sao. Thiết mà đụng vô nó lụng luôn. Tính vậy. Hôm nay giờ cái này ra đây. Dạ. Hồi đứa cái bếp nằm bên kia, bây giờ lại ở sau này. Vậy là cũng tiện rồi chứ. Ở ngoài sau này có cái này, chỗ này nấu này, che mưa che nắng ở chỗ này. Che mưa che nắng ở đó. Dạ. Vậy đó. Ô đã quá. Dạ. Cái củi thì giờ lại đây. Củi thì mình giờ nấu qua bên đây. Dạ. Nói chung qua bên đây nè cô. Dạ, hôm trước là nhà mình rộng nè. Rộng. Thành ra cái bếp để bên đây. Dạ. Hôm trước thì cái bếp để bên đây nó rộng rãi mới để bên đây. Dạ. Giờ khép lại thì cái bếp để lại sao này chút. Thành mấy chú che lên được cái máy nhỏ để sao ở sao nó nấu củi. Dạ. Cái phần này là cái phần mà củi ngoài trước đó là chính là cái nhà cũ của mình đó hả ông Năm? Cái nhà cũ đó gom là bao nhiêu đó. Ồ. Còn cái nào một mấy ông bỏ rồi. Dạ. Mấy cái một gom là một trơn luôn. Một hết trơn. Không có hiến hộ cũ của mình để mà không biết chừng nào đất đầu chết luôn đó. Dạ. Dạ. Sợ quá. Sợ. Mà hôm nay là thấy hết sợ rồi. Nè cái này là củi này nè, cứ đụng vô là nó mục hết à. Dạ. Mỗi diệu trơn hả? Nè cái cây này là những cái cây cột của trước nhà mình đó phải không? Cột, đòn tay chỉ diệu trơn vậy đó. Ừ. Rồi đi vô ông Năm ơi, con dạ. Cũng mừng cho ông quá rồi. Giờ mong giao hộ thì để giúp tiền nó nhỏ vậy đó để sống mua thuốc mua men này kia đồ uống. Dạ. À, với lại cái ông Năm 73 hả? 73. 73 là 18 chứ 90 tuổi là bị đau hoài chứ ơi. Dạ. Cái nhà của ông Năm á là cái phần mái này nó nè, nó dừng lại rất là chắc chắn luôn á. Ngôi nhà này mà bình thường nếu như mà sử dụng được đến ông Năm đến 100 tuổi già luôn á. 100 tuổi già nên chưa động đậy luôn á. Chưa hư nữa. Dạ. Ơi cô bác quý anh chị sẽ thấy cái phần nhà vệ sinh này, cái đường nước thì hiện nay sắp nước như thế này, nhưng mà khoảng 1-2 ngày nữa thì sẽ đi cái hệ thống nước lại. Lúc đó Bùi Hồ sẽ cập nhật sau. Dạ. Dạ thôi hôm nay con đến đây thấy nhà mình sáng quá trời đẹp luôn. Vậy vui đô quá luôn. Vậy tôi cũng chúc cho hội từ thiện được sống lâu may mắn, mạnh thường quân ở nước ngoài. Mạnh thường quân phải sống cho cái ôi yên ổn. Muốn làm sự gì được như ý. Dạ. Ông nói với con thật quý dạ. Lắm. Dạ. Phước đức quý hơn bạc vàng. Phước đức quý hơn bạc vàng. Dạ. Ông nói khi mà già 100 tuổi chết thì thân xác này sao? Thân xác thì bỏ chứ đâu có còn lấy gì nữa, nó điệu hết rồi. Dạ chỉ còn lại là còn nó đông xương nhưng còn gì. Nhưng mà chỉ còn lại là phước đức thôi ha. Phước đức. Dạ. Dạ. Bởi vậy là ông Phật ông nói có hai điều à. Chết rồi mới biết tội với phước. Dạ. Nếu phước thì được về cõi trên mình, nếu tội thì được về cõi dưới. Ồ. Dạ. Rồi hai ông cháu mình ra đây. Dạ. Cái đây là cái cửa buồn dạ. Này chắc mai mốt mình phải dừng cái tấm màn cho ông á. Có tấm màn đâu. Có tấm màn dưới này sẵn dạ. Luôn ha. Có màn này. Dạ. Có màn này không có. Dạ. Với lại chỗ bằng tờ của quyền không có thờ pháp cái vậy được rồi. Dạ. Sao chú Bảy Cộng rồi hứa ông cho nắm thằng nhìn đẹp quá. Con lấy mấy cái khung xà gồ khung sắt này anh được phải nói là rất là cảm ơn anh được luôn khi mà phải cất công. Dạ cất công bỏ mấy ngày quá mà. Bây giờ nội nhà dở đó thì vừa cắt rồi thì tôi mà không ăn cơm được nữa. Dạ. Cơm chú được không ráng ăn chứ già rồi. Dạ. Dạ thôi con với ông đi ra ngoài trước đi cho cô bác quý anh chị mạnh thường quân tham quan như thế này là được rồi nha. Dạ. Hôm nay ra đây để mà con công bố trong cái số tiền. Dạ. Nha. Dạ. Ông Năm ngồi đi. Có cái dốc là khó đi gì nè. Dạ. Cái dốc đôi bước. Dạo đó xe lăn tôi hứa cho ông có rồi đó. Tôi nói ông đòi cái gì còn hơn là cánh tiên rồi còn đòi gì nữa. Tại sao này nó quá tệ rồi. Dạ. Thôi thì ông Năm ơi hôm nay thì con đến đây thăm lại ngôi nhà mình chắc khoảng là đến nay thì cũng gần 10 ngày. Dạ. Thì con mới có thời gian con quay lại đây. Dạ. Thì con quay lại đây thì thấy nhà mình mới thì con chúc cho ông một cái sức khỏe dồi dào khi mà vui vẻ như thế này thì ông cố gắng giữ sống lâu 100 tuổi nha. Dạ, rồi cái thứ hai là con đến đây con sẽ công bố cái số tiền mà mạnh thường quân ủng hộ cho ông đến cái thời điểm này. Trước đây á, thì cô bác quý anh chị Bùi Hồ dự tính là cất nhà trong năm thì khoảng tầm 15 triệu để mà có dư số tiền để ông có tiền uống thuốc cũng như là mua gạo ăn cơm. Nhưng mà sau khi thời gian mà khảo sát cái nhà của ông Năm á thì nhà của ông Năm mục nát hết và cái phần cây không thể nào sử dụng được nữa. Nên là nữ ra là phải cắt mới coi như hoàn toàn lại gần 90%, chỉ sử dụng lại được cái khung bê tông thôi. Mấy cây đồng tài. Dạ, có nhiêu thôi và hôm nay thì cho Bùi Hồ mạng phép công bố cái số tiền mạnh thường quân. Ông Năm thì hôm nay con đến đây con cũng công bố luôn nha ông Năm. Dạ. Thì ủng hộ ông Năm đến thời điểm này. Dạ. Thì thứ nhất là anh được là ở Hồng Ngự Đồng Tháp anh được mà cái người mà cất nhà cho ông dạ, đó. Dạ. Không công mà lại cho ông thêm 2 triệu đồng. Dạ. Chị Xuân là Việt kiều Úc 1.500.000 đồng. Yeah. Cô Linh Trần là Việt kiều Mỹ 1.100.000 đồng. Yeah. 1.100.000 đồng. Cô Tuyết là Việt kiều Úc 3 triệu đồng. Yeah. Cô Huệ là Việt kiều Mỹ 500.000 đồng. Yeah. Cô Linh Trần Việt kiều Mỹ là 2 triệu đồng. Mạnh thường quân tên là Trí Nhân là Việt kiều Mỹ 10 triệu đồng. Cô Diệu Quả là Việt kiều Pháp 1.500.000 đồng. Cô Diệu Hương là Việt kiều Pháp ủng hộ 4.500.000 đồng. Tổng cộng cái số tiền của mình ủng hộ là 26.100.000 đồng. 26.100.000 đồng. Và hôm nay thì đến đây thì con sẽ nhận được 5 cái hóa đơn mà có anh được có gửi lại cho con. Hóa đơn 1 là 13.925.000 đồng. Hóa đơn 2 là 910.000 đồng. Cái hóa đơn 3 là 5.260.000 đồng. Cái hóa đơn thứ tư là 472.000 đồng, hình như là này nước sơn á, nước sơn với cọ. Hóa đơn thứ 5 là 938.000 đồng. Thì tổng cộng 5 cái hóa đơn của mình á là 21.505.000 đồng. Và cộng 3 người công nhân làm trong 300.000 một ngày và làm 2 ngày mà 3 người như thế là 1.800.000 đồng. Tổng cộng cái số tiền của mình chi ra là 23.305.000 đồng. Thì sau khi mà chi 23.305.000 đồng và cái số tiền còn lại là 2.795.000 đồng. Đó là sau khi cất cái nhà lại mình có còn lại cái số tiền như vậy. Thì ông Năm có nó muốn nói lời nào với mạnh thường quân không? Dạ cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy người cứu trợ mạnh thường quân nữa thì cũng chúc cho nó được nhiều sức khỏe để sau này đã có làm ăn quán trắng kia để bố thí những người khác nữa. Đó, dạ. Được giàu giàu. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thì Bùi Hồ một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân ở trong nước cũng như là ngoài nước đã ủng hộ cho ông Năm đến thời điểm này. Và còn cái số tiền còn lại thì con sẽ trao cho ông luôn là 2.795.000 đồng. 1 triệu, 2 triệu, 700. Không có sao. 700 người con đưa ông luôn nè. 900. 2.795.000 đồng. Thôi con đưa ông luôn đó. 2.900.000 đồng. Đó. Đó. Thì cô bác quý anh chị thì một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã giúp ông Năm đến thời điểm này. Và chúc ông Năm luôn có một cái sức khỏe dồi dào nha. Rồi, hôm nào thì con ghé thăm trở lại thăm ông Năm nha. Cô bác quý anh chị, để giúp cho ông Năm có một cái căn nhà như thế đó thì ngoài cái việc mà giúp tiền của mạnh thường quân, cô bác quý anh chị ở nước ngoài thì ở đây còn có một cái tình làng nghĩa xóm, đó là những người bạn, những người mà ở gần với ông Năm cũng lại góp công để mà cho ông Năm có được như ngày hôm nay. Thì hôm nay đến đây chia vui với gia đình của ông Năm thì có ông Bảy nè. Ông Bảy, ông này thì làm như thế nào có mệt lắm không Bảy? Cũng không có mệt gì, làm từ thiện thì mình giúp xã hội thì ví dụ như hoàn cảnh của ông Năm khổ thì dạ. Bây giờ mình góp sức mấy đồng đạo với nhau để mà mình giúp cho ổng được có cái nhà lành lẽ. Dạ. Cũng mong ơn mạnh thường quân ở nước ngoài với lại Tú Mười đây. Đó cũng rất thành thật cảm ơn mấy ông hết ơn, là nhờ giúp được vậy ông Năm ông mừng. Dạ. Là ông hết bệnh luôn. Ông nhẹ nhàng lương tâm ông dữ lắm. Tại vì con thấy ở trong ngày công dạ. Là chỉ có ba người thôi nhưng mà dạ. Trong 3 người thì không thể nào làm trong 2-3 ngày xong được, cũng đông lắm. Vậy có hàng xóm này có là ông Ba hả? À. Ông Ba không ngày là sửa ra ông lớn tuổi thì không ngày đến đây ông làm cái công việc gì? Sơn phết, đóng vách, đồ này kia tiếp thì cả dư công người thiếu việc mình gặp mình làm tiếp cho ổng được cái nhà này vậy là quá mừng cho ổng rồi. So với cái tuổi của ông em có mệt không? Cũng mệt mà điều yêu cầu ổng lành lẽ là tôi mừng vui lắm. Có câu mình tiếp giúp cho anh em. Dạ bên đây thì có chút thì có trẻ hơn nè. Chút làm những cái công việc gì ạ? Thì cũng làm cái cầu nói để cho Bùi Hồ lên quay để mạnh thường quân xem và góp sức về tiền bạc đồ vô giúp cho chú Năm là nhà cửa ấm cúng. Cũng cảm ơn mạnh thường quân với chú Được ở Hồng Ngự cùng chú Bảy. Rồi nói chung là có được nhà như thế này rồi con cũng cảm ơn giúp sức của ông Bảy với lại ba với lại Trúc cũng như là những người ở xóm ở đây cho con gửi lời hỏi thăm luôn nghe ông Bảy. Thì hôm nay thì cũng là ngày thăm lại nhà của ông Năm. Ông Năm thầy thuốc á, thì hôm nay Bùi Hồ cũng khai trương máy bay. Máy bay này thì được sự ủng hộ góp sức của chú Hùng là Việt kiều Canada hỗ trợ Bùi Hồ trang bị cái thiết bay máy bay như thế này. Thì để có được máy bay như thế này để cho có những cái khung cảnh đẹp hơn thì cũng nhờ sự giúp đỡ của chú Hùng. Thì một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chú. Chúc chú luôn có sức khỏe dồi dào, và chắc có lẽ là sẽ cô bác quý anh chị sẽ xem Bùi Hồ thực hiện cái chuyến bay lần đầu tiên để quay nhà ông Năm cho cô bác quý anh chị xem luôn nha. Đây là cái khu sân mình đang thấy, bây giờ mình sẽ quay cái camera qua. Không biết bay nên thành nữ là đây là cái khu, cái mái tôn này là cái nhà của ông Năm này cô bác anh chị. Cái mái tôn nhà ông Năm được cất mới lại á. Bây giờ mình sẽ bay thấp xuống một tí.